Xin chào mọi người, và tiếp tục hôm nay là một chiếc máy giặt đến từ nhà Panasonic có mã sản phẩm là NAFD95V1. Hãy cùng em tìm hiểu xem nó có những cái công nghệ gì luôn nha. Và đây là một chiếc máy giặt lồng đứng là cửa trên luôn nha. Có khối lượng giặt là 9,5 kg, với tổng chiều cao là 103 cm, chiều ngang là 54 cm và chiều sâu là 62 cm. Cân nặng của em nó sẽ là 36 kg luôn nha. Với bảng điều khiển dễ dàng sử dụng, với thiết kế là song ngữ Anh Việt luôn nha. Và đặc biệt luôn, có cho mình luôn là 8 chương trình giặt nổi bật ở đây đó, mọi người có thể thấy. Và ở phía bên trong lồng giặt luôn á, là sẽ có cho mọi người luôn là mặt kính bằng cường lực này, cho nên là mọi người có thể dễ dàng luôn nhìn vào thấy bên trong là lượng đồ mình đang giặt luôn nha. Đó, để em sẽ mở cho mọi người xem luôn, là bên trong sẽ có cho mọi người luôn là một dây thoát nước này và một dây cấp nước là như thế này, có sẵn hết nha. Và hãng đã rất tinh tế tặng kèm cho mình luôn ha, bình nước giặt đó. Và đây là tất cả phụ kiện mà em nó có nha. Chiếc máy giặt được tích hợp công nghệ nước nóng Stainmaster cộng, có khả năng là xử lý các vết bẩn hiệu quả với nhiệt độ cao luôn, loại bỏ các vi khuẩn gây hại, giúp bảo vệ làn da của gia đình chúng ta được tốt hơn. Với hệ thống Actifoam là sẽ đánh tan bột giặt thành bọt siêu mịn nè, chất chất tẩy rửa thấm sâu vào bên trong sợi vải, là sẽ nhằm loại bỏ được vết bẩn một cách rất là dễ dàng. Không thể thiếu thì em này sẽ có thêm cho mình luôn là công nghệ TD Inverter, thì sẽ có khả năng là vận hành êm ái và bền bỉ và tiết kiệm được điện nước cho gia đình của chúng ta. Và đi kèm theo đó là sẽ có thêm cảm biến Enco Navi, là sẽ giúp xác định được khối lượng quần áo cũng như là lượng nước sử dụng để điều chỉnh cái nhiệt độ nước thích hợp này, thời gian giặt và cũng như là nhằm tiết kiệm điện năng cho gia đình. Sản phẩm đã được bảo hành chính hãng 24 tháng tại nhà. Hàng thì hiện tại đang có sẵn ở kho điện máy Gia Khang. Anh chị có nhu cầu mua sắm thì hãy cứ liên hệ chúng em qua hotline hoặc website thì em sẽ để dưới phần mô tả luôn nha. Đó, còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị luôn.